Bây giờ là 28 đều. Triệu chặn cầu hết. Vẫn còn. Rất cố gắng từ Văn Hải nhưng vẫn chưa ăn thua. Tùy Văn Hải đập cầu rất mạnh nhưng mà bên kia họ thì cũng rất lì. Đến lượt Vũ Lâm Hoàng Anh đập. Vẫn còn. Cầu ngoài sân. Lại tiếp tục là một tình huống né cầu rất nhanh từ Ngọc Triệu. Sân bên kia cũng đang diễn ra trận đấu giữa Hồng Nam và Đức Duy gặp cặp đôi Trọng Nghĩa và Trí Đức. Cũng rất hay. Rất dẻo, liên tục những pha vặn sườn đấu cầu ngang. Vẫn chưa ăn được, vẫn chưa ăn được. Rồi. Một điểm số rất xứng đáng cho Hoàng Anh Lâm, điểm 79. Hello mọi người, chúng ta đến với trận tứ kết thứ 3 của giải cầu lông Badminton Unlimited do anh Quốc Việt Badminton tổ chức. Phía gần màn hình là cặp đôi Hoàng Anh Vũ Lâm. Cặp đôi đã vô địch giải Mạo Khê năm 2020 và giải thành công Mạo Khê năm 2019 với chức vô địch 50 triệu. Và đối thủ của họ là cặp đôi có thể nói là chưa từng thấy cặp đôi này cặp với nhau bao giờ. Đó là Văn Hải của Bắc Giang và Trần Ngọc Triệu, tay vợt hàng đầu và rất nổi tiếng của cầu lông phong trào. Anh không? Đang là 4 đều. Bắt lưới rất nhanh từ Hoàng Anh. Điểm 5-4. Về cầu không qua lưới từ Hoàng Anh. Badminton Unlimited đang được tổ chức tại nhà thi đấu quận Hoàng Mai. Dã rất kinh. Hoàng Anh Lâm buổi chiều này đánh khác hẳn buổi sáng. Cứ thắng trận này là có 10 triệu đút túi cái đã. Ông em lấy quần áo với các thứ cho ba lô đánh giá của bản thân Hùng đấy nhá. Cặp đôi Tú với Đào Mạnh Thắng. Lê Văn Tú với Đào Mạnh Thắng. Thua cũng sâu phết ạ. Phải về.
Chính ra không định quay đi quay đâu, nhưng mà cứ cố lốt. Không vào cầu được, bên này họ tì cầu rất hay. Rồi, rất hay. Vẫn còn, không còn rồi. Ngọc Triệu mổ cầu rất kinh. 9 năm rồi, vừa năm đều, bây giờ là 95 rồi. Bởi vì rất là nhiều người hâm mộ Tuấn Đức và muốn xem Tuấn Đức thi đấu. Đập cầu tốt thì Hoàng Anh. Đổi điểm 69. Sân bên kia cũng đang diễn ra trận đấu giữa Hồng Nam và Đức Duy, gặp cặp đôi Trọng Nghĩa và Trí Đức. Cũng rất hay. Rất dẻo, liên tục những pha vặn sườn đấu cầu ngang. Vẫn chưa ăn được, vẫn chưa ăn được. Rồi. Một điểm số rất xứng đáng cho Hoàng Anh Lâm, điểm 79. Cứ thấy vận động viên nào đánh giải hay sắn quần thì đó là vận động viên Hoàng Anh. Với Ngọc Triệu chính là vận động viên Văn Hải, tay vợt rất mạnh ở nội dung đôi nam nữ của cầu lông đôi nam nữ Việt Nam, là một tay vợt chuyên nghiệp đến từ Bắc Giang. Với sở trường những pha cầu thuận tay và những pha đập cầu rất nặng, Văn Hải được đánh giá chỉ đứng sau Tuấn Đức mà thôi. Rất quyết tâm. Điểm 80 cấp của mình. Tuy nhiên trước tiên họ muốn vào vòng trong phải vượt qua đối thủ rất đáng gờm này đã. Tiếc của anh Hoàng Anh ơi. Vẫn thủ qua, rất hay. Non rồi. Ngọc Triệu đập không mạnh nhưng đập rất hiểm. Khoảng cách 4 điểm. Ngọc Triệu. Rất hay. Thủ cực kỳ khó chịu. 13-8. Rất khó cho Hoàng Anh Lâm. Bên Triệu Hà đang rất thi đấu rất chắc chắn. Lâm bật rất cao nhưng mà vẫn chưa ăn thua. Rất cố gắng, vẫn còn. Hay quá. Một trận đấu rất công hiến. Cầu ngoài sân. 10-13. Ngọc Triệu bắt lưới quá hay. Cũng như là hạn chế được chấn thương hơn. Cao rồi. Rất nhanh. 15-10. Gần như câu nói đấy đúng anh. Gần như là đúng 100%. Cũng chưa biết được anh ạ. Em cũng quên không hỏi anh Việt. Em đây, đập tiếp. Rồi. Và đập cầu trượt lưới từ Ngọc Triệu. Ngọc Triệu với chêm cầu quả lào là ăn, không hiểu kiểu gì. Họ đang dẫn trước cặp đôi của Phạm Hồng Nam đến 5 điểm. Ép cầu tốt, cầu không chìm nhưng vẫn trong sân. 14. Đập cầu rất tốt, cầu trong. Duy thua rồi. Các vận động viên hết sức tập trung. Cải lưới rất lắc. 17-18.
chặn lưới rất hay, rất cố gắng. Rất tiếc là cầu ngoài sân, khá khen cho sự nỗ lực của Văn Hải. Tiếc quá. Em chào anh Nguyễn Tấn Thọ. Đấu cầu ngang. Rất cố gắng. Văn Hải thi đấu với phong cách hết sức lan xả. Rất hay. Vũ Lâm đang thi đấu khá ngẫu hứng. Bom. Rồi. Đập cầu tốt, 20 đều. Đập cầu rất tốt. Người bé bé nhưng mà nó vít người. Vít người cực tốt luôn. Mượn sức của cơ thể. Cầu lỗi từ Văn Hải. 22-21. Ok, anh tự nhiên cười. Đập cầu ngoài từ Văn Hải. Một đường cầu không cắm. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay thấy hơn 400 người. Dạo này live stream mình ít người xem quá. Một pha chém cầu xiết của anh Hoàng Anh. Nhưng mà cầu không qua lưới. Rất hay. Cao. Ok mọi người, áo đôi cũng có hạn thôi. Từ sáng giờ đánh bao nhiêu trận rồi ạ? Từ sáng giờ đánh bao nhiêu trận rồi? Cũng phải thay hết đấy. 100-200 nghìn đổ lại nhá. Nói với Văn Hải. Ngọc Triệu lên lưới nhanh thật. Thủ mọi tư thế, thủ mọi địa hình. Vũ Lâm phát cầu khó chịu thật, phát rất lắc. Lên lưới nhanh quá. Cái này anh em mình không nói về thuyết âm mưu ở đây. Văn Hải đang mất dần sự tự tin. Một pha thủ phản cầu ngược lại, ăn điểm trực tiếp luôn. Ngọc Triệu lên lưới phải nói là mắc nhanh. Cầu không qua lưới, 27-28. Ông Mạo Khê 50 triệu năm trước đó. Rất tỉnh táo từ Ngọc Triệu, quá tự tin. 28 đều. Bây giờ là 28 đều. Triệu chặn cầu hết. Vẫn còn. Rất cố gắng từ Văn Hải nhưng vẫn chưa ăn thua. Tuy Văn Hải đập cầu rất mạnh nhưng mà bên kia họ thì cũng rất lì. Đến lượt Vũ Lâm Hoàng Anh đập. Vẫn còn. Cầu ngoài sân. Lại tiếp tục là một tình huống né cầu rất nhanh từ Ngọc Triệu. Còn nhiều trận lắm mọi người ơi, còn 2 trận bán kết, 1 trận chung kết nữa cơ. Non thế mà không chết được. Liên tục đập vào Văn Hải nhưng mà xem ra Văn Hải cũng đã bớt tâm lý đi rồi. Đập cầu vào lưới 30-28. Vâng. Hai chín 30, chạm 31 thôi mọi người ạ. Không cần đến 4 điểm. 30 đều. 30 đều rất đáng tiếc thì Ngọc Triệu. Càng quá nhờ, phát này giúp phát cầu run lắm này. 30 đều chỉ chạm 31 thôi. Ok, bây giờ thì không thể nói được điều gì. Tiền vào túi rồi, chui ra chả lẽ lại chui vào.
hay là tiền vào túi rồi thì lại chui ra luôn. Căng quá nhờ. Trận đấu này để làm kèo là tương đối chính xác đấy ạ. 30 đều. Hay quá. Rất đáng tiếc, Ngọc Triệu thua. Vũ Lâm và Hoàng Anh, cặp đôi nào thắng cũng xứng đáng. Đúng là thế trận thay đổi liên tục như Hùng nói mà. Chỉ cần 3 điểm liên tiếp thì bên Hoàng Anh Lâm sẽ thắng và điều đó đã diễn ra thật. Hôm trước Hùng cũng nói vui ở trận chung kết Bắc Ninh, bảo Tuấn Anh với Thiều mà ăn 4 điểm nữa là sẽ vô địch. Hóa ra vô địch thật luôn. 100k vào túi. Chị Trà Lê, cảm ơn chị Trà Lê. Đánh kèo với ai vậy? Nhắn tin số tài khoản đi. Xem mấy anh em cảm ơn buồn cười quá. Ông cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ live stream nhá. Ít phút nữa mọi người vào với trận bán kết nha mọi người. Ít phút nữa chúng ta sẽ đến với trận bán kết nha. Ít phút nữa chúng ta sẽ đến với trận bán kết. Goodbye mọi người, hẹn mọi người ít phút nữa nha. Bán kết và chung kết còn hay nữa cơ.